Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương trong thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và sự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng với thành phố trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nhấn mạnh đây sẽ là đợt cao điểm đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, huy động sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội và tăng quyền năng của phụ nữ. Đồng thời nhấn mạnh Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chủ động xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao tính tự chủ, sự quyết đoán để tham gia tích cực hơn vào các công tác phụ nữ tại địa phương.